Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của bơm cát miền Tây nha các bạn. Đây thì hôm nay xà lan của anh Dũng mình đang lắp ống để bơm nước cho chùa nè. Đường ống này cũng khá là xa nha, bắt con vít lê thôi chuột. Rồi bây giờ chuẩn bị để máy bơm đây. Sợi dây hút là vẫn để trong bồn nha. Quá xì rồi. Đây chỉ có cục dây nó bê thấy dưới nước thôi. Xì nè. Ở đây thì công trình bờ kè đang thi công. Xì nè. Bơm nước thì nó xì nhiều nha. Lỗ nhỏ nó cũng vẫn xì à. Thì rồi các bạn ơi, bắt vít lại. Chạy ra nhỏ thôi. Để mình đi dài lên cho các bạn xem nha. Ướt xi măng không? Quá xa xì rồi. Giờ mình chạy xe lên. Đi tắt qua đây nha. Cầu đường này không có xe đi, mình bắt cầu đã ở bơm trước mình gỡ rồi. Lâu rồi. Đây bơm vô cái hồ. Quay mấy rùa với cái sàn hết được anh luôn rồi. Đó. Rùa quá. Có bà ba có còn rùa cá sấu cả này chưa? Ra. Có xuồng luôn. Rùa ở trong cái sàn đó nè. Đó. Bơm gá quá mạnh luôn rồi.
của bò ra nè. Nước giờ cao lên rồi đó. Đây mấy con bò đây. Bò vàng. Giờ dâng cao lên nè, rất là nhiều buồn ha. Máy bơm nước chưa ở trong. Cái buồn mát mẻ.
các chị. Quá trời ơi. Đó đóng tiêu rồi. Đây. Gỡ con. Thả luôn. Xúc bằng ngầu ở đây, thả bên kia.
rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Đây rồi, chuẩn bị tắt máy rồi.